Chào tất cả các bác nhá. Hôm nay có thời gian thì em cũng lại test cho các bác xem cái con máy Hitachi. Cái công suất của nó, Hitachi của Nhật nhá, cái công suất của nó là 33cc, nòng của nó là 37 ly. Thì cái con này thì em vừa mới ráp cái cần vào cho nó, thì em lên cho nó cái bộ cần mới cứng luôn. Đấy chị. Đấy. Con này nó có tum dài các bác nhá. Đấy. Thì dạo gần đây thì rất là nhiều bác có những nhu cầu sử dụng những cái loại máy lớn nhá. Thì đây cũng là một trong những cái loại máy công suất lớn mà con này sử dụng bình xăng trên rất là khỏe ạ. Đấy nha. Sau đây em sẽ đi vào test máy cho các bác nghe tiếng máy nhá. Thì thao tác là các bác đưa vị trí xăng xuống này. Đấy. Đưa cái khóa xăng xuống này. Kéo le lên này. Giật lỗ. Giật lại này. Đấy. Tắt đi này. Ok. Đấy nhá, các bác sử dụng bình thường nhá, không vấn đề gì nhá. Dùng xong các bác nhớ khóa xăng vào. Ok. Rồi, cảm ơn các bác xem video.